lại còn công ty cụ thể là phòng quản lý điều hành vận tải hoạt động như thế nào thì bị cáo cũng không nắm, bị cáo mặc nhiên coi như không biết thì sao? Dạ vì bị cáo tôi được nói không lại có cái kinh nghiệm làm việc chuyên môn của nhân viên, tin tưởng vào cái kinh nghiệm làm việc của nhân viên, cái chuyên môn công ty với là quá trình hoạt động của công ty Thịnh Vượng từ trước đến nay đúng không? Nên bị cáo tin tưởng, bị cáo chính thì bị cáo tin tưởng, nên ngày hôm nay bị cáo mới bị bất ngờ, lời khai của phó giám đốc công ty Thành Bưởi và tài xế gây ra vụ tai nạn chấn động. Tại phiên tòa, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, công ty Thành Bưởi, Lê Dương trả lời một số câu hỏi là không rõ hoặc tin tưởng vào chuyên môn, kinh nghiệm của cấp dưới. Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, công ty Thành Bưởi Lê Dương, sinh năm 1991, tỉnh Lâm Đồng, bị truy tố tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Tại phiên tòa, thẩm phán hỏi, việc ký lệnh vận chuyển liên quan vụ tai nạn làm 5 người không qua khỏi ở Đồng Nai, ngoài phó giám đốc công ty thì trưởng phòng có được ký lệnh vận chuyển không? Trả lời, bị cáo Dương nói không rõ. Còn các văn bản hoạt động của công ty hay thủ tục, quy trình xe vận chuyển, tài xế xe, bị cáo Dương nói do giao phó và tin tưởng vào kinh nghiệm và chuyên môn của cấp dưới. Sau khi xảy ra tai nạn, bị cáo đã yêu cầu cấp dưới báo cáo sự việc. Trong khi đó, bị cáo Hoàng Văn Tính, 38 tuổi, bị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trả lời hội đồng xét xử, việc xét nghiệm dương tính nồng độ cồn, Tính khai không uống rượu trước khi lái xe, mà sau khi gây ra tai nạn mới uống rượu, sau đó Tính được xe công ty chở ra cơ quan công an đầu thú. Về việc bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe 3 tháng từ ngày 5 tháng 8 năm 2023 đến ngày 5 tháng 11 năm 2023. Tính khai không thông báo cụ thể cho công ty, chỉ xin nghỉ để xử lý giấy tờ xe. Trước khi xuất bến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, Tính cho biết công ty có kiểm tra nồng độ cồn bằng máy đo, tuy nhiên không kiểm tra giấy phép lái xe. Lỗi vụ tai nạn hoàn toàn do lỗi bị cáo Tính nói. Và khoảng 0 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2023, Tính điều khiển xe ô tô khách Thành Bưởi, biển số 50F00483, đi từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Khi đang di chuyển trên quốc lộ 20, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, do không giữ khoảng cách an toàn với xe liền kề phía trước, xe của Tính va chạm với xe ô tô tại biển số 60C34513. Do anh Hoàng Đăng Tuấn điều khiển, theo cáo trạng tài xế Tính bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe hạng E từ ngày 5 tháng 8 đến hết ngày 5 tháng 11 năm 2023. Sau va chạm, Tính đánh tay lái và điều khiển xe ô tô khách Thành Bưởi đi không đúng phần đường quy định, dẫn đến va chạm với xe ô tô khách loại 16 chỗ ngồi, biển số 86B01575 do anh Nguyễn Văn Cảnh điều khiển, hậu quả làm 5 người không may, bị thương 4 người. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.